Bộ Y tế khuyến cáo không mời khách về nhà và cũng không đến nhà người khác, vì cuộc sống sẽ còn nhiều dịp để chúng ta gặp nhau. Lời khuyên từ bệnh viện cách ly bên trong, chúng tôi có thể làm tại nhà. Thuốc uống trong bệnh viện cách ly: 1. Vitamin C 1000, 2. Vitamin E. 3. Từ 10 giờ tới 11 giờ trưa nên ngồi dưới nắng từ 15 tới 20 phút. 4. Bữa ăn trứng mỗi ngày một lần. 5. Chúng ta nên nghỉ ngơi một ngày tối thiểu từ 7 tới 8 giờ. 6. Chúng ta nên uống tối thiểu một ngày 1,5 lít nước. 7. Tất cả những bữa ăn của chúng ta phải bảo đảm được ấm nóng, không được lạnh. Và đó là tất cả những gì chúng tôi làm cho bệnh viện để tăng cường hệ miễn dịch. Lưu ý rằng độ pH của coronavirus thay đổi từ 5,5 đến 8,5. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta phải làm để loại bỏ virus là tiêu thụ nhiều thực phẩm có tính kiệm cao, cao hơn mức axit của virus, chẳng hạn như chuối, chanh xanh, chanh vàng, bơ, tỏi, xoài, quýt, dứa, cải, cam. Làm thế nào để nhận biết chúng ta bị nhiễm virus corona? 1. Ngứa cổ họng. 2. Khô họng. 3. Ho khan. 4. Nhiệt độ cao. 5. Khó thở. 6. Mất khứu giác. Và chanh với nước ấm giúp loại bỏ virus ở đầu trước khi đến phổi. Nếu thấy video này có hữu ích, xin mọi người hãy chia sẻ đến người thân và cộng đồng. Xin cảm ơn rất nhiều.